Đầu tiên như thường lệ xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chuyên mục Cà phê sáng. Kính thưa quý vị, rằm tháng 8 theo truyền thống là Tết của các em thiếu nhi. Nếu như các em háo hức chờ đón những chiếc lồng đèn đủ màu sắc thì người lớn cũng tặng nhau những chiếc bánh trung thu với ý nghĩa đoàn viên hạnh phúc. Nhưng bánh trung thu có mặt tại Sài Gòn từ khi nào và lúc đó những tiệm bánh nào nổi tiếng? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục Cà phê sáng. Thưa quý vị, từ khoảng năm 1945 thì những quầy bánh trung thu, bánh dẻo của người Hoa đã bắt đầu xuất hiện và được làm thủ công bày bán trên tuyến đường Gadiani, nay là đường Trần Hưng Đạo nối liền Sài Gòn Chợ Lớn. Nhưng lúc này thì còn bán khá là thưa thớt. Những cửa hàng thì lúc này họ hay là biểu diễn làm bánh tại chỗ để người mua bánh có thể vừa thưởng thức, vừa xem và vừa ăn bánh luôn tại chỗ nữa. Và đến những năm 1960 thì bánh bắt đầu được bày bán rộng rãi, phổ biến đến các tỉnh miền Nam và Trung Bộ. Bánh trung thu thì có hai loại, chúng ta cũng biết, đó là bánh dẻo và bánh nướng. Bánh dẻo thì ra đời trước bánh nướng. Bánh dẻo quan trọng nhất là cái lớp áo của nó. Phải làm sao thật mịn, thật dẻo và phải lộ rõ những cái chi tiết của bông hoa 8 cánh hoặc 10 cánh. Và ngoài ra thì cái vị phải ngọt đậm và thơm dịu. Thảo thì bản thân mình thích ăn bánh nướng hơn. Bánh nướng thì Dũng biết cái lớp áo màu bên ngoài nó sẽ vàng, đậm hay nhạt tùy theo ý thích của khách hàng. Tuy nhiên, cái nhân bên trong của bánh thời điểm đó thì khá là đơn giản. Nó chỉ gồm có là hạt dưa, nè, lạp xưởng, mứt bí, hạt điều và dăm bông. Các thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng của Sài Gòn xưa gồm có Đồng Khánh, hay Long Sương, Tân Tân, Đại Chúng, Đông Hưng Viên. Trong đó một vài thương hiệu ví dụ như Đồng Khánh thì vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ đến ngày hôm nay. Và trải qua nhiều thế kỷ xuất hiện tại Nam Bộ, các thương hiệu bánh trung thu đã có ý tưởng cho ra lò rất là nhiều loại bánh phong phú hơn so với ngày xưa. Ví dụ như là xuất hiện bánh dành cho người ăn kiêng nè, rồi bánh trung thu rau câu, bánh trung thu hương vị rượu v.v. và đã đáp ứng được nhu cầu của đông đảo những người yêu thích bánh trung thu.